trong bài học trước ta đã học cách chọn từ khóa để seo hiệu quả tuy nhiên vẫn chưa đủ mà ta cần phải biết đánh giá mức độ cạnh tranh của từ khóa điều này cần được thực hiện trước khi bắt tay xây dựng nội dung seo hay những bước tiếp theo chúng ta bắt đầu bài học đánh giá mức độ cạnh tranh từ khóa mục tiêu của bài học là hướng dẫn học viên hiểu được vì sao cần phải đánh giá mức độ cạnh tranh của từ khóa trước khi thực hiện seo và cách đánh giá mức độ cạnh tranh của từ khóa. Vì sao cần phải đánh giá cạnh tranh của từ khóa về SEO? Sau khi đã chọn một số từ khóa tiềm năng để SEO, ta cần phải đánh giá mức độ cạnh tranh của các từ khóa này trước khi chính thức bắt tay thực hiện. Vì sao vậy? Vì mức độ cạnh tranh SEO quá cao thì khả năng ta đạt được vị trí tốt cho từ khóa là thấp. Trong nhiều trường hợp thậm chí là không thể còn không thì phải tốn nhiều công sức và thời gian do đó ta cần phải đánh giá cạnh tranh của từ khóa thật cẩn thận trước khi tiến hành có hai tình huống xảy ra thứ nhất mức độ cạnh tranh thấp ta có thể thực hiện SEO đối với từ khóa này thứ hai mức độ cạnh tranh cao lúc này cơ hội thành công là thấp vì vậy ta nên chọn từ khóa khác bây giờ ta tìm hiểu cách đánh giá cạnh tranh của từ khóa về SEO Cách trực quan nhất để đánh giá cạnh tranh là gõ từ khóa và ô tìm kiếm Google. Sau đó ta quan sát và đánh giá tình hình cạnh tranh trên trang kết quả tìm kiếm. Ví dụ, ta gõ vào ô tìm kiếm cụm từ túi sách thời trang nữ. Ta có trang kết quả tìm kiếm như sau. Để đánh giá cạnh tranh từ khóa, ta thực hiện 3 bước sau. Bước 1. Đánh giá uy tín tên miền. Ta xem xét tại trang 1 có những tên miền nào uy tín cao hay thấp nếu trang một chỉ toàn những tên miền có uy tín trên thị trường thì mức độ cạnh tranh cao khả năng ta đạt được vị trí tốt là rất thấp ngược lại nếu đây là những tên miền ít nổi tiếng thì mức độ cạnh tranh là thấp hơn như vậy ta vẫn còn cơ hội trở lại ví dụ trên từ kết quả tìm kiếm ta thấy các tên miền sendo vn zalora vn là zada vn là những tên miền có uy tín cao. Còn các tên miền túi sách F1.com và Alitabao.vn không phải là những tên miền có uy tín. Từ quan sát này, ta thấy rất khó để đạt được vị trí 1 từ Sandal. Tuy nhiên, ta vẫn có cơ hội để được vào trang 1 bằng cách cạnh tranh với các tên miền ít uy tín hơn. Bước 2. Xem xét tiêu đề của các trang web tại trang 1 có chứa từ khóa hay không? Nếu không chứa từ khóa thì ta còn cơ hội. Nếu có chứa từ khóa, đặc biệt là những tên miền uy tín thì rất khó để giành lấy vị trí này. Ví dụ, từ kết quả trên ta thấy tiêu đề của trang web alitabao.vn Không chứa từ khóa túi sách thời trang nữ. Điều này có nghĩa ta còn cơ hội cạnh tranh với website này. Bước 3. Đánh giá địa chỉ của trang web URL tại trang 1 có chứa từ khóa hay không. Nếu không chứa từ khóa thì ta còn cơ hội nếu có chứa từ khóa, đặc biệt là với các tên miền uy tín, rất khó để giành lấy vị trí này. Ví dụ, từ kết quả trên ta thấy địa chỉ URL của trang web alitabao.vn không chứa từ khóa túi sách thời trang nữ. Điều này có nghĩa ta còn cơ hội cạnh tranh với website này. Bằng cách quan sát ba yếu tố nói trên của các trang web tại trang 1, ta có thể dự đoán khả năng mình đạt được một vị trí tại đây cho từ khóa nhất định. Lưu ý, đây là cách đơn giản để đánh giá mức độ cạnh tranh SEO. Cách này dựa vào việc quan sát trực quan ba yếu tố cơ bản là uy tín tên miền, tiêu đề và địa chỉ URL. Đây là ba yếu tố có ảnh hưởng lớn đến thứ hạng SEO. Trên thực tế, hiệu quả SEO còn ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác và cũng có nhiều cách phức tạp hơn để đánh giá mức độ cạnh tranh từ khóa. Tuy nhiên, trên quan điểm SEO chỉ nên là kênh phụ để thu hút traffic, ta không cần tốn thời gian cho các kỹ thuật này. Nói cách khác, khi áp dụng kỹ thuật đơn giản trên mà ta thấy từ khóa có mức độ cạnh tranh cao thì ta không cần đi sâu hơn nữa, hãy chọn từ khóa khác để SEO. Tôi xin tóm tắt một số nội dung chính của bài học. Bài học quan trọng mà tôi mong các bạn ghi nhớ là cần phải đánh giá mức độ cạnh tranh cho từ khóa trước khi đầu tư công sức để SEO. Từ kết quả nghiên cứu, nếu mức độ cạnh tranh còn thấp, ta có cơ hội giành vị trí cao. Ngược lại, nếu mức độ cạnh tranh quá cao, ta nên chọn từ khóa khác để SEO. Thông thường, từ khóa dài long-tail keyword có mức độ cạnh tranh thấp, còn từ khóa ngắn có mức độ cạnh tranh cao hơn. Cách đánh giá trực quan nhất là gõ từ khóa vào ô tìm kiếm Google rồi phân tích dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất, uy tín tên miền của các website cạnh tranh tại trang 1. Thứ hai, tiêu đề title của các trang web cạnh tranh tại trang 1 có chứa từ khóa hay không. Thứ ba, địa chỉ URL của các trang web cạnh tranh tại trang 1 có chứa từ khóa hay không?